Rồi, chào cả nhà nha. Sáng sớm mà mình với một bạn đang hướng về ga Vũng Tàu thì hiện tại đang đi trên cung đường là đại lộ Quảng Kiệt. Đó, cung đường tập lái ga Vũng Tàu để lấy kỹ năng lái và tự tin lái và lái xe an toàn hơn. Đó, nhất là những bạn chuẩn bị mua xe. Nhớ tốc độ ở đây là 60 nha. Lâu lâu em liếc xuống cái đồng hồ ha. Thì bạn này cũng mới lấy bằng thôi à, đó. Thì bạn cũng đăng ký được mấy tuần rồi. Thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho bạn ấy sẽ đi ga Vũng Tàu để luyện kỹ năng lái đường trường. Đó, học thêm những nhiều thứ lắm ha. Học nữa học mãi mà. Đó, bây giờ đang giữ thăng bằng là giữa làn đường. Tốt. Bạn này thì chỉ cái là bạn ấy hiểu, cứ không biết cứ hỏi ha, hoặc là thầy chỉ sai chỗ nào là mình sẽ hướng dẫn chỗ đó cho các bạn xử lý. Đó, bây giờ trước mắt là canh làn đường ha, và xong cái quan sát tín hiệu đèn, rồi nhiệm vụ của mình đi thẳng hoài ha. Rồi đúng rồi, nghe mép cái nghe chỗ này nè, nói chung nghe mép cốp xe thôi. Cốp xe trước ha các bạn ha, đợi các bạn dừng lại được rồi. Còn các bạn nào mà cứng thì nó đến ngay giữa biển số là được. Còn bây giờ hiện tại giống như cơ thể mình ngồi là ha. Đó. Cái phần kiến trên của mình trùng ngay mép cốp của anh ta. Xe nào cũng vậy. 7 chỗ cũng vậy. 5 cửa cũng vậy. Mấy xe sedan thì mép cốp ở dưới. Nha. Còn mà mấy xe 7 chỗ này nọ, xe 5 cửa thì cũng mép cửa đó dưới vậy thôi. Ở đây thì nó quy định tốc độ phần làn đường ha, nó cũng dễ lắm. Tại các bạn nào mới lần đầu đi các bạn thấy nó gói thôi, chứ thực chất các bạn đi hoài vài lần các bạn sẽ biết rồi. Chứ sợ là sợ hướng cái cánh bên kia kìa, cánh nó trong tuốt ở trong kia đi ra. Thì các bạn có áp dụng là đi theo biển báo mũi tên dưới đường mà theo hạn thôi, thấy không? Mũi tên dưới đường hướng về phải thì các bạn muốn về phải thì vô trong cái hướng mũi tên về phải. Còn mà cái hướng mà quay đầu xe bên trái, thấy không? Quay đầu bên trái, thấy không? Hướng quay đầu mà các bạn đè lên cái hướng cái mũi tên quay đầu mà các bạn đi thẳng là bị bắt, bị phạt. Thấy không? Cho dù là ở trong là các bạn sợ cho xe máy, các bạn phải chui vô trong xe máy luôn, là hướng mũi tên đi thẳng thì các bạn chui vô xe máy các bạn mới đi thẳng được nha. Các bạn chú ý nha, cái phần đó nha. À, chứ bạn đừng có sợ mà cái nhường xe gắn máy, thấy không? Bạn nhường xe máy các bạn đi theo cái làn, bạn tưởng là làn ô tô ở ngoài các bạn đi mà bạn đè lên cái vạch quay đầu mà các bạn đi thẳng thì bị phạt liền. Các bạn chú ý nha. À, cứ đi theo biển báo mũi tên dưới đường và theo hạn. Rồi em đập ra. Chứ bây giờ mà cứ đi mà cứ sợ cứ nhường cho xe máy, không? Có nhiều trường hợp là có chỗ là nó bắt buộc, giống như vạch sơn cá thì bạn nào mà quẹo trái thì cứ đè lên vạch sơn cá bạn đi ha. Đó, cái vạch sơn cá mình nó cũng nói nhiều lắm, tùy theo trường hợp cán ha. Các bạn thì cứ mấy bạn là nhiều cái bạn thuộc về cái phần lý thuyết á, các bạn còn cân nhắc cái vụ đó. Nó cán là bị phạt. Giờ vẽ kiểu đó tôi không cán tôi mới lạ. Đúng không? Đó, mình cũng đã làm mấy cái clip rồi, mấy cái clip nói mà cái vạch sơn cá ra rồi. Nên là tùy theo lực thì là lực, nhưng mà nó cũng phải có cái gì sai sót mình có phải góp ý. Nó bất cập quá thì mình phải nói lên chứ, sửa đổi chứ, thấy không? Rồi canh giữa làn đường em, đúng rồi. À, mình để ý cái phải góc kiến trái của mình nó trùng lên cái bạch trắng không, thấy không? Nó nhiều cách canh lắm. Hai là bàn chân phải mình lọt vào giữa làn đường này, ba là cái bàn tay phải của mình cũng lọt vô giữa vậy thôi. À, cái này là điểm tựa cho các bạn thôi, từ từ các bạn. Khi các bạn có điểm tựa các bạn mới có cảm giác. À, đó. Giống như công thức à. Ừ, các bạn đó, áp dụng cái công thức làm, nhưng mà có cờ khi mình làm rồi quen rồi mình sẽ gọi là cảm giác. Mình nhìn vô là biết làm mà, ha, không dễ. Chứ mấy bạn nói chờ vô là cảm giác liền, ở đâu ra cảm giác chờ. Cảm giác ờ à, đúng rồi, vô là cảm giác liền á, nhưng mà biết cảm giác gì không, run sợ. Bạn nào cũng vậy, mới lên học lái xe cũng vậy, có nhiều bạn nói trời dễ lắm không? Trời ơi,
các bạn dễ là các bạn học là học xong rồi các bạn thấy dễ, chứ tôi đó tôi mới vô tôi năng khiếu dữ lắm, vô tôi gặp ông thầy thôi tôi lên xe là tôi chưa biết cái gì tôi cũng run thấy bà, ví dụ vậy đúng không? Rồi khi các bạn lái được các bạn tự tin rồi các bạn thôi, các bạn khỏe à. Rồi các bạn muốn nói sao giống như mấy anh tài xế mà cũ á, đúng không? Nhiều khi mấy tài xế cũ ăn hay ăn hiếp với tài xế mới. Rồi em bên trái chuẩn bị qua, rồi em cứ đi ra. Rồi tốt, nhìn cái đó, đồng hồ ha. Rồi ok, mũi tên đi thẳng ha. Đó. Nói nhiều khi mấy anh chạy tốt mà anh ăn hiếp mấy em mới ra, rồi mới ra lò. Mấy em nó mai mốt mấy em nó ôm xe nhiều lái cứng nè, thấy cái cảnh mà em ở đây sẵn cái dạng luôn ha, tụi em dù tụi em sau này tụi em lấy cứng tụi em thấy xe nó người ta chạy chậm thì nó có vấn đề nhớ để xe mới can nữa thấy không, nên hả mình phải cẩn thận chứ đừng có hối thúc người ta bóp can hay là đừng ép ta, nhiều khi ta xử lý được nguy hiểm đó, nói vậy. Rồi chút xíu nữa thầy sẽ hướng dẫn cho chị cách di chuyển làn đường. Rồi em đó, em mở xi nhan trái đi. Rồi nó sao có xe không? Không mà di chuyển nhẹ, di chuyển qua đi. Đúng rồi, tập đó tốt. Rồi di chuyển lại. Rồi tắt xi nhan, ga thắng nhẹ. Đúng rồi, êm đó. Ok, đúng rồi. Đây gọi là ga thắng chứ không phải thắng. Thắng là thắng đứng luôn ha. Nó có ba chế độ, thứ nhất thủ thắng, ga thắng và đạp thắng. Vậy thôi. Đó bạn này ga thắng tốt nè, đi chân thắng tốt luôn. Chân ga cũng êm. Giờ sẽ cái nào tốt mình sẽ chuyển qua cái nào mà yếu sửa đổi cho các bạn ấy đó, chừng nào ai quẹo trái thì ra ngoài làn đó nha. Rồi đi thẳng đập ga, nhớ các bạn nhớ lưu ý nha, mấy cái đèn xanh đèn đỏ là 3 giây xanh bỏ nha, là còn 3 giây xanh nó bỏ, thấy không, đừng có ham đu nha. Trời ơi giờ nó phạt nhiều lắm, quốc lộ 51 á các bạn mà đu đèn á mà vượt lỡ vượt đèn đỏ thôi thấy cái cảnh, thì vượt đèn vàng á thì nó có gọi là không thể dừng được thì mới gọi là vượt mà mình di chuyển qua đèn vàng luôn. Còn nếu mà đã chống không có xe mà không chịu dừng lại á là đã cố ý, là người ta có thể phạt bạn. À, cái đèn vàng á bạn nhiều trường hợp là có, người ta hỏi là có phạt đèn vàng hay không. Yeah. Tùy theo trường hợp là tôi không thể dừng, tôi bây giờ tôi thắng nữa hay sao nó đụng đít tôi thì tôi bắt buộc phải đi qua đèn vàng luôn. Còn nếu mà trường hợp ở sau không có xe này nọ luôn mà chống trơn thì mình cứ quyền mình gà thắng lại mình bỏ ha, bạn cố chấp thì nó nhiều khi giao thông nó sẽ quay lại khúc đó, à, nó này không có xe anh cãi gì tôi phải quạt anh á, nó nhiều bất cập lắm thì các bạn cứ tham khảo thêm đèn vàng đèn đỏ gì đó, ui mệt nhức đầu. Mình thì cứ bay xanh bỏ đi, ba đỏ chuẩn bị đi vậy thôi, ba đỏ chuẩn bị tư thế nha. Nhiều khi các bạn đó có cái thắng tài nữa, nghe không, thắng tài thì cỡ 8 giây sau 8 giây đỏ đi, mình hạ thắng tài rồi vô số rồi chuẩn bị đi là vừa, chứ bạn đừng có để đèn xanh các bạn đi di chuyển hạ thắng tài ở sau bóp kẹn nó hối bạn là bạn quên hạ thắng tài là được tới công chuyện. Rồi đập ra thấy được bánh xe sau của người ta là mình đi được. Đó, quẹo trái thì qua bên làn trái ha, mình cứ đi thẳng. Vạch liền đó là không được lấn di chuyển ha. Di chuyển là mình sẽ gọi là không tuân thủ vạch kẻ đường ha. Thì cỡ 3 xị đến 4 xị vậy thôi. Còn bạn nào muốn biết giá phạt các bạn lên Google bạn người tra khỏi, tra khảo nha. Rồi, đập gà tiếp. Cứ đúng giữa làn đường, đúng rồi. Nãy mình đi làn bên kia, giờ mình đi làn này. Bảo đảm luôn, đi xong chuyến Vũng Tàu xong đi về là bảo đảm xuống ký chắc đổ một hơi hộp giảm. Tốt, ok. Rồi em thấy đuôi nó đỏ kìa ở trên kìa, thấy không? Rồi gà thắng chứ không cần phải chiếc xe này, thấy không? Các bạn nhớ chú ý nha, đít xe tao đỏ, đuôi xe tao đỏ thì các bạn thủ thắng, gà thắng. Nhưng mà không, các bạn đừng có để ý cái xe này mà các bạn quan sát kỹ phần phía trước luôn, hoặc là cái đèn tín hiệu giao thông luôn, bên kia đỏ thế nào thì mấy xe này ảnh cũng phải giảm lại thôi. Dạ. Là mình thủ trước an toàn hơn. Dạ. Rồi đập ga, thấy được cái bánh xe sau của người ta là mình đập ga nhẹ ha. Đó tốt,
đó, mũi tên dưới đường nè, đi thẳng nè, thấy không? Đó. Thấy chưa? Còn nếu mà mũi tên mà quay đầu thì mình muốn đi thẳng thì mình phải vô lại vô trong. Vậy thôi, chút ra quốc lộ 51 thầy hướng dẫn cho cách di chuyển rồi đi tiếp được dư đèn, thấy không? Rồi chút nữa lên dốc nữa, lên 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 đồi, thấy không? Leo đồi, leo đèo. Đó, tập kỹ năng nhiều cho các bạn mới lái cứng được. Chứ không phải một sớm một chiều các bạn lái cứng được đâu. Các bạn mà một sớm một chiều mà các bạn lái cứng chắc thầy tôi đây ế. Rồi, các bạn thấy không? Tình lại rồi, em để ý là những cái lái xe mà nó di chuyển đó theo rồi mình thủ thẳng rồi đây mình sẽ quay lại cho bạn coi mấy cái xe hiện tại bây giờ cái xi nhan nó đè ở dưới không à, chán thiệt chứ. Xi nhan của người ta thường thường nằm trên đây phải không, trên đây phải không, rồi lỡ đi lỡ xe em đậu sát đi không? Rồi che mất cái xi nhan ở dưới đi, ví dụ em lên chút xíu đi rồi che mất nè, ha, giờ che mất xi nhan dưới, giờ mở xi nhan sao thấy được, không biết đi đâu, các bạn thấy kỳ không? Trời ơi, dạo này thấy mấy cái xe thiết kế đâu cái xi nhan nằm ở dưới á, chán thiệt chứ ha. Bên kia ha, phạt xe máy đó, xe máy đó bên kia đèn đỏ, chừng nào đèn đỏ bên kia đèn đỏ mà nó có tín hiệu là mũi tên xe gắn máy được phép quẹo phải là các bạn mới được đi nha, không được phép quẹo phải mà các bạn quẹo phải là bạn bị phạt đó nha, nói trước nha, cái luật đó trước giờ đó, sau này á lúc trước ngã tư là được xe máy được phép quẹo phải khi đèn đỏ đúng không, còn giờ không có đâu, phải có cái biển báo mới được nha. Rồi ôi giờ em đi thẳng xe máy luôn nha các bạn ha, các bạn học ô tô nhưng mà các bạn đi xe máy nhiều các bạn phải lưu ý luôn. Rồi lâu lâu mình dạy mẹ hỏi, ủa thầy xe ô tô quẹo phải thì này đỏ được không? Được. Có tiền thì phạt không? Vậy thôi, có tiền phạt thì có được. Đấy không? Các bạn hiểu lầm là tưởng xe máy, nhưng mà thực chất về xe máy cũng vậy, cũng không được quẹo phải khi đèn đỏ. Chừng nào có biển báo mũi tên cho phép quẹo, hoặc là hình là xe máy, hoặc là cái chữ là xe máy được phép quẹo phải, thì mình cũng được phép nha các bạn ơi, các bạn lưu ý giùm mình nha. Trời ơi. Rồi đi tiếp. Đó cái mũi tên dưới đường lỡ bạn mà đi qua làng đó không? Như bạn đi thẳng thì bạn di chuyển vô. Không, các bạn đến đây thì bạn di chuyển qua giống như xe trắng đó không, để người ta quẹo trái, hiểu không? Rồi quên nữa nói đến phần đâu rồi, à, cái phần xe nhanh ở dưới. Có mấy bạn là mình nói ồ giờ em mới để ý đây khi đậu sáng này mở xi nhan không chạy lên khúc, ủa em mới thấy xi nhan đó, tại xi nhan nằm ở dưới mình không thấy được, ví dụ xi nhan nằm ở trên là hai bên là khỏe không? Nằm ở dưới nhiều khi đậu sát có dù xe gầm cao nữa, giống như xe mình đi mình đậu sát mình đâu thấy được ở dưới, rồi giờ dù nó mở xi nhan này sao thấy được biết nó đi nào. Rồi ôi rồi đạp ga lên đi em, đó không xe tập phe đó Tucson nữa, có nhiều lắm, Kia cũng có nữa, có một chiếc Tume nữa cũng bị luôn, Caviva gì đó, Caniva cũng vậy, giảm lại nha, có chân xe kia nó ra, ok. Đó, tốc độ thì trên đây nó thông báo hết nha, sau này em để ý đó trên kia nữa ha, đây là lo ngó đường không thấy không, rồi đạp ga. Nữa đúng rồi, thấy người ta giãn ra thì mình giờ là dí theo không? Đó, người ta rút lại mình thấy mình xe mình rút lại với xe người ta là mình thủ thắng, vậy thôi, đối với xe lao động là không sử dụng ga nữa thì thủ thắng, cứ nguyên tắc là vậy. Cầm Defender này ông muốn quẹo qua là quẹo, ông đi vô ông đi ra, ông
giờ giờ ông đi chợ xi nhan không có cán vạch liền. Ra không được ra. Đó, ông đi ra thì giống ông như đi chợ đâu có đi xe. Ông muốn ra là ông ra, muốn vô là ông vô. Không thèm đá mà ở xi nhan đó ông vô nữa cả trời. Ôi. Vậy rồi ông này không có bổ túc tay lái vậy, chút đi ngang qua thấy đưa cái cặp xít ra. Y chang đi chợ luôn. Bạn di chuyển làn đường thì các bạn nhớ mở xi nhan báo tín hiệu cho người ta tao biết à, chứ người sao đang chạy có hẹo qua hẹo lại sao tao đâu biết mình đi hướng nào à, giống ít là vậy đó à, người ta mở xi nhan rõ ràng không dễ thương không, hàng xu giống thầy là dễ thương xu kia giống thầy. Rồi em mở xi nhan trái đi thầy chỉ cho em, rồi em ngó bên trái di chuyển qua trái, di chuyển qua trái đi thầy chỉ cho, rồi đi đạp ga. Rồi bây giờ em thấy ở đây nó hơi lạ lạ là cái mũi tên xanh với mũi tên đỏ bên trái đúng không, rồi em đi đi, em có mũi tên xanh em đi thấy không, thấy bạn thấy không, mũi tên xanh rồi đi đó. Rồi ông kia ông quẹo là ông tới công chuyện rồi nghe không, rồi em đi thấy chưa, ông này ông quẹo là ông sai nè thấy không, rồi em đi thẳng lên tại mũi tên xanh mình đi thẳng mà thấy không, ông kia ông quẹo mà cái lỡ mũi tên màu trái bên trái của ông á là màu đỏ là ông phải dừng lại là mình phải dừng theo luôn đúng không, nó hiểu chưa, ông không được vượt luôn đúng đúng rồi, ông không được quẹo, nếu mà ông đi thẳng thì được giống như mình á thì được, còn nếu mà trường hợp ông đi cái đó đó một á có giao thông sẽ lụm, hai là sẽ phạt nguội. Trời ơi nói về cái đề tài đó rồi hiểu chưa, em đi thẳng thì mũi tên xanh em được phép đi, còn mà em quẹo trái mũi tên đỏ em Đấy, bắt buộc phải dừng lại đúng rồi em phải đợi cái mũi tên màu trái á lại mới mới quẹo được thấy không. Rồi bây giờ đi xuống dưới hầm thì chút xíu em mở đèn ở đây nha, tùy theo loại xe ha. Đó em dặn về phía trước nè, đó dặn hết thì hai nút đó đúng rồi, ở đây nó không có hiện màu xanh, còn thấy là hiện màu xanh đó dương á là đèn chiếu xa là mình phải tắt kéo về phía sau liền ha, nhớ nha. Đó tắt trước rồi tắt trước đi em, tập đúng rồi em đi. Rồi đạp ga nhẹ lên chút xíu đúng rồi, mình mới mới thường thường hay bị người ta lấn ha, bị ta chen đứa vô hở thì mình chen nhưng mà không có sao để an toàn. Rồi mình đèn sau rồi ha, ok dừng lại đây, dừng làm sao mình thấy được cái tín hiệu đèn ở trên ha, nhớ nha, này nha đừng có lộn cái đèn này không, đèn này quẹo trái không, đèn mình đi thẳng không, mũi tên nha, nhớ kỹ không. Bây giờ lỡ ra nè đến đó nè thấy chưa, đó thì phải đậu lại nè thấy chưa, đó không được đi, chừng nào đèn mình xanh nó mới được đi, là cái đèn quẹo trái nè màu xanh đó thì mới quẹo qua, còn lỡ mà xe ô tô lỡ nằm ở đó luôn thì dướng lại giữ lại xe máy đậu đó người ta đứng lại nè thấy không. Còn nếu mà không có vạch này liền vạch trắng này thì mình có quyền đi qua luôn với điều kiện bên kia trống, còn nếu mà đông thì mình cứ dừng lại cho an toàn đó, hiểu chưa. Rồi đi liền. Đúng rồi có vạch liền các bạn lưu ý nha, có nhiều trường hợp là quẹo trái không quẹo qua đó không. Rồi em mở xi nhan trái luôn, rồi di chuyển qua ngó trái rồi đó đi thẳng lên đạp ga, rồi em có thể mở đèn luôn đúng rồi lý xuống, rồi nó có xanh dương không, không có xanh dương là ok đó các bạn chú ý nha. Trời ơi nó nhiều thứ trên đời lắm. Rồi tốc độ bao nhiêu, 60 tối đa, 30 là tối thiểu. Rồi xuống ở đây thứ nhất là không được lấn làn, lấn làn không được bóp còi, bóp còi tốc độ nhanh kìa, nhìn kìa ẩu ẩu ẩu, trời ơi đang đổ dốc xuống dưới hầm mà làm như là đang leo đèo đạp ga. Rồi hiểu chưa, đang đổ dốc xuống á, cái gia tốc em đạp 60 đúng không, nhưng mà xuống đây nó thành 67 đến 70 luôn á, tại sâu mà
thấy chưa? Nhớ canh tốc độ nha, không được lấn lên, không được bóp còi, phải mở đèn, phải mở đèn và không được nẹt vô. Rồi thấy chưa? Dạ. Thấy em máy bắn ở trên không? Dạ. Đó đừng nó ông đỏ này di chuyển làng này tới không chuyện nữa nha. Rồi em đập ga nhẹ lên, hiện tại mình đang đổ lên dốc ha. Ở trên phần này lên nè, nó cũng có hai máy bắn luôn, camera nó quan sát đầy luôn, các bạn lưu ý nha. À, rồi đập ga nhẹ chút xíu. Đó, máy bắn ở trên này các bạn ha. Rồi dù mình đang đi xuống hầm tối, mình ra hầm sáng quá thì hay bị lóa mắt ha. Các bạn chớp mắt mấy cái là xong rồi ha. Đó. Đó. Nhớ qua cái cầu kia mình mới tắt đèn ha. Mình còn trong hầm là mà không được. Ok, rồi mình sẽ xin kết thúc video clip đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. À, chúc các bạn có những lái xe trải nghiệm tốt, lái xe an toàn hơn. Và bạn nào đang yếu thì các bạn cứ liên hệ bên chỗ các thầy của các bạn hoặc là chỗ gần các bạn để các bạn bổ túc tay lái nha. Chào mọi người nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký kênh để đón xem những phần video clip tiếp theo nha. Mở xin nhanh phải em. Mình sẽ đi thẳng lên trên kia, mình ra hướng cao tốc nha.